sự kiện rất đặc biệt được tổ chức trong một không gian rất đặc biệt. Và chiều hôm nay cũng rất đặc biệt là chúng ta có trời mưa, nhưng may mắn đã mỉm cười với chúng ta vào dịp cuối cùng và chúng ta vẫn đang ngồi ở đây. Xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện cũng như hoạt động phong trào trong học kỳ vừa qua. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả chúng ta. Thầy xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các cá nhân và tập thể đã đạt được những thành tích xuất sắc trong học kỳ vừa rồi. Và thầy cũng rất là mong muốn các em tiếp tục nỗ lực trau dồi để ngày một tốt hơn. Này mình cũng khá là cố gắng, mình thì phải kỷ luật và học tập mỗi ngày và làm bài tập đầy đủ và đúng deadline. Hôm nay mình đạt được một cái giải thưởng, đó chính là cuộc thi thiết kế đồ họa thế giới ACB năm 2024. Và cảm xúc ngày hôm nay khi mà mình nhận được cái giải thưởng này rất là vui, mình cảm thấy rất hạnh phúc khi mình bỏ ra cái công sức của mình.